quanh co là căn bản nông sản trên thế giới. Tuy nhiên thì con rất vui vì đã nhận được sự ủng hộ mọi người, bởi vì giá cả tốt, chất lượng cao và đặc biệt là con là một sản phẩm của nhà khoa học Việt Nam. Do đó mọi người đón con rất nhiều, càng ngày càng nhiều người muốn con, nên là bên nhà phân phối đã đặt việc hợp tác lâu dài hơn với các cô bác chú ở Amicon. Từ đấy các cô bác chú ở Amicon đóng gói tên tuổi của con cộng với quy trình sản xuất để phân phối cho các doanh nghiệp sản xuất khác. Cùng với sự thành công của con thì bố con cũng có một khoản tiền nho nhỏ, con xin lỗi, nó phải là một khoản tiền khổng lồ so với khoản tiền ban đầu mà bố con đặt cho các cô chú để các cô chú mang con ra thị trường. Thì từ đấy sau khi mà bố con có tiền và con chú của con thì bố con đã rất vui vẻ để có thể tiếp tục về nghiên cứu, cộng với là gia đình con sắp tới sẽ có thêm những thành viên nhỏ khác. Đấy, trên đây là câu chuyện và con mong là các cô chú ở đây sẽ có thể gửi đến bé sống vui vẻ và dự án đã với con. Trên đây là câu chuyện nhỏ của tổng bí thư hiện tại của mọi người. Chắc là mọi người đã hiểu sản phẩm của mình là gì đúng không ạ? Thì Amicon là dự án mong muốn mang sản phẩm của nhà khoa học đến cho người tiêu dùng thông qua các sản phẩm là sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đã được xây quy trình và các phó thương mại hóa của sản phẩm khoa học. Vậy thì Amicon làm thế nào để làm được điều này? Rất cảm ơn bài trình bày của bé sáu vui vẻ. Và bây giờ sẽ tiếp tục trình bày về sản phẩm con. Để cạnh tranh với nước ngoài thì Việt Nam chúng ta cần phải cạnh tranh với đó là công nghệ và nông nghiệp. Nếu như công nghệ chúng ta cạnh tranh với nhau bằng chất xám thì nông nghiệp chúng ta cần phải cạnh tranh với nhau và không được các nguồn lực. Nếu như nhìn về góc độ kinh tế, thì hiện nay 60% sản phẩm trong nông nghiệp Việt Nam chỉ đạt được 7% GDP. Tại sao vấn đề này như vậy? Vấn đề môi trường thì Amicon đã lựa chọn một hình ảnh, đó chính là rác từ ruộng rau đến thành phố. Nếu như có 3 trên 1 tấn rau có nông sản vận chuyển từ thành phố trở thành rác, đó, điều này đã chứng minh được rằng chứng tỏ sự yếu kém trong khâu quy trình sản xuất, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và đưa ra về phía thị trường. Từ các góc nhìn về kinh tế và môi trường này, Amicon đã lựa chọn một cái hướng đi mới và một cách tiếp cận mới giải quyết vấn đề xã hội và vấn đề khác xoáy sâu vào đối tượng, đó chính là nhà khoa học. Theo như Cục Sở hữu trí tuệ, mỗi năm có khoảng 20.000 kết quả nghiên cứu khoa học được đưa ra. Tuy nhiên, tỷ lệ các nghiên cứu này được ứng dụng chỉ là 10% mà thôi. Và nếu như để thương mại hóa thì tỷ lệ nó còn nhỏ hơn rất là nhiều. Để xoáy sâu vào vấn đề của nhà khoa học và giải quyết nỗi đau, Amicon đã thiết kế ra được mô hình như sau. Đầu tiên, cách mà khoa học khi có các sáng chế quy trình của mình về các giống cây mới sẽ tìm đến Amicon và đóng vai trò là sản xuất và phân phối để đưa ra được đến thị trường. Trong mô hình của Amicon sẽ bao gồm các stakeholder, ví dụ như là người nông dân hoặc các doanh nghiệp sản xuất, người tiêu dùng và các người tiêu dùng cuối cùng hoặc là các người tiêu dùng trung gian. Và rất là may mắn cho Amicon khi ở ngay cái giai đoạn đầu tiên, khi là hợp tác với các nhà khoa học, Amicon đã hợp tác được với một đối tác chiến lược, đó chính là Viện Nghiên cứu rau quả của Việt Nam, và có được một nhà khoa học ở trong founding team. Thị trường thì trong cái giai đoạn đầu tiên của mà Amicon ước tính đạt được là 536 tỷ USD và có thể chiếm lĩnh được 2% thị phần trong năm đầu tiên. Và khách hàng mục tiêu mà Amicon hướng tới có chân dung là độ tuổi từ 35 đến 55, có thu nhập 20 triệu trên tháng, hiện tại đang sinh sống tại địa bàn Hà Nội, có quản lý công trong các doanh nghiệp và quan tâm đến nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm. Em sẽ trình bày về kế hoạch marketing và cũng như tài chính của nó. Vậy thì trong năm đầu tiên, chúng em định vị là nơi cung cấp sản phẩm nông sản chất lượng cao của nhà khoa học Việt Nam. Sản phẩm của chúng em đảm bảo được các yếu tố ngon, sạch, xanh và là kết quả của các nghiên cứu từ các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam, và đảm bảo được quy trình trồng theo đúng hữu cơ và bền vững. Giá cả thì cạnh tranh và phù hợp với chất lượng của sản phẩm. Một kênh phân phối cũng là một điểm khá là đặc biệt trong mô hình của em, đó chính là phân phối qua gian hàng, cụ thể là hai gian hàng đặc biệt ở trong Vinmart, Royal City và Town City, vì đây là hai nơi mà có thể tiếp cận được với một khách hàng mục tiêu một cách dễ nhất. Vậy thì hai gian hàng này có tên là gian hàng của sản phẩm nông sản của Viện Nghiên cứu. Thì chúng em sẽ tập trung chủ yếu vào trade marketing, ngoài ra sẽ có kênh online, báo chí và truyền hình hỗ trợ. Trong năm 2020 thì
Agricon có đề ra 4 mục tiêu, đó là liên kết với VinFast. Thứ hai là thiết kế gian hàng mẫu và thị trường, xây dựng cộng đồng ban đầu và hoàn thiện sản phẩm mẫu. Dựa trên những chi phí vận hành mô hình cũng như mục tiêu của dự án và giá cả thị trường, chúng em đã định giá được sản phẩm của đội khung sản phẩm của dự án như sau. Về giống cây là 700 đồng một hạt, quy trình chi tiết kèm theo dịch vụ đồng hành là 40 triệu một gói. Vẫn còn 2 phút ạ. Và sản phẩm cho nhà khoa học là 40 triệu đồng. Trên đây là bảng dự báo doanh thu và chi phí 2 năm đầu tiên thuộc giai đoạn 1, 2 năm tiếp theo thuộc giai đoạn thứ 2 và cuối cùng là thuộc giai đoạn thứ 3. Thời gian hoàn vốn của dự án là 3 năm. Trên đây là dòng doanh thu và lợi nhuận gộp cho các chỉ số tài chính khả quan. Vậy thì trong vòng 5 năm tới, lộ trình của Agricon sẽ là thâm nhập thị trường, thử nghiệm sản phẩm mẫu và liên kết với các đối tượng liên quan, kết nối và mở rộng thị trường, và cuối cùng mục tiêu hướng đến của chúng em là thương mại hóa được sản phẩm trí tuệ của các nhà khoa học. Trên đây là toàn bộ đề án của chúng em. Rất cảm ơn ban giám khảo cũng như các đội thi.